thân là một Medusa, chỉ bởi vì lúc tắm không che gương cho tốt, trực tiếp bị bản thân trong gương cho đóng đá luôn. Enid khổ sở đợi cả một đêm lại bị cho leo cây. Cô ấy tức giận đến mức chỉ có thể trút giận lên cái xe bên cạnh. Cùng lúc đó, quái vật lại một lần nữa rách một người qua đường. Thi thể lại vô cùng quỷ dị. Một bàn tay đi theo cửa thông gió dừng lại ở phòng chứa thi thể. Một mạch nhảy xuống cái camera. Nó lấy ra kẹo cao su đã chuẩn bị từ trước, dán lên trên. Làm xong chuyện này nó lại bò lên tường. Quen tay mà ấn vào nút mở cửa. Wendy từ bên ngoài chui vào trong. Một người một tay phân công rõ ràng. Thinh phụ trách in hồ sơ khám nghiệm tử thi của các nạn nhân trước đây. Wendy lấy ra công cụ chuẩn bị khám nghiệm tử thi. Giải phẫu là thứ mà cô yêu thích nhất. Vừa nghĩ đến đã thấy hưng phấn. Nhưng điều kỳ lạ là bàn chân trái của người chết lại không thấy đâu hết. Bàn tay trong lúc in tài liệu đã chú ý đến một chiếc xe ở bên ngoài. Mắt thấy có người đang đến, nó lập tức chạy đến với những ngón tay ngắn ngủi. Sau một loạt tình báo, Wendy cũng đã hiểu ra. Một người một tay lập tức trốn đi. Người đến là pháp y và cảnh sát. Hóa ra bàn chân trái không thấy đâu lại ở đây. Nhưng quái vật đã cắt đi vài ngón chân. Cảnh sát trưởng giàu kinh nghiệm lập tức cảm thấy có bất thường. Anh ấy bảo pháp y đợi sau khi có báo cáo khám nghiệm tử thi. Dấu truyền thông đưa cho ông ta xem trước. Pháp y trước khi rời đi đã phát hiện sự bất thường của hộp chữ đông thi thể. Ông ấy kéo cái tủ ra, không ngờ lại đựng thi thể của Wendy. Lúc này Wendy đã cứng ngắc lại. Pháp y kinh nghiệm đầy mình, lại không hề phát hiện ra đây là người còn sống. Bàn tay lập tức mở cửa ra. 5 phút nữa, tôi quá thích việc làm người chết rồi. Sau khi trở về ký túc xá, cô ấy đem tất cả tài liệu về người bị hại đều dán lên trên bảng đen, lại khiến cho bạn cùng phòng cảm thấy ghê tởm. Tất cả những người bị hại đều có một điểm tương đồng, đó chính là mỗi người đều bị cắt đi một phần cơ thể, từ thận cho đến gan, rồi đến ngón tay và ngón chân. Điều này có nghĩa là quái vật không hề vô ý giết người. Nó dường như đang thu thập bộ phận cơ thể con người một cách có ý thức. Đây rốt cuộc chỉ là một sở thích sưu tầm biến thái hay là có ý đồ khác đây? Vẫn chưa đợi Wendy nói hết. Với tư cách là một kẻ săn mồi, Enid đã bị tấm ảnh dọa cho ngất đi. Ở trong tiết thực vật buổi chiều, Wendy phát hiện trên cổ của Xavier có thêm 3 vết cào, mà cậu ta lại qua loa nói rằng là do luyện kiếm tạo thành. Đây rõ ràng là đang nói dối. Điều này không chỉ hấp dẫn sự nghi ngờ của Wendy. Cô ấy đưa theo Thinh theo dõi Xavier. Đợi sau khi cậu ta rời đi, Wendy mở cửa ra. Khung cảnh trước mặt khiến cô cảm thấy vô cùng kích thích. Bức tranh của Xavier vẽ lại đều là con quái vật đó. Wendy lấy bản thảo trên bàn, quay người liền đi đến cục cảnh sát. Cô ấy giao bức tranh cho cảnh sát trưởng. Người vẽ ra bức tranh rất có khả năng chính là hung thủ. Cô ấy mong rằng có thể hợp tác với cảnh sát trưởng, trao đổi tình báo để tìm manh mối, nhưng chia sẻ vụ án mạng với một đứa học sinh cấp 3. Đúng là không hợp quy tắc, trừ khi Wendy có thể tìm thấy được chứng cứ cụ thể hơn. Bởi vì bạn cùng phòng mẫn cảm với những bức ảnh về vụ án, Wendy đã chuyển toàn bộ đến hội nuôi ong của Egen. Egen nuôi ong nên thường ở bên ngoài hoạt động dã ngoại. Khi cậu ta nhìn thấy bức tranh mà Wendy lấy ra, có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Chớp mắt đã đưa Wendy đi đến một cái hang động. Địa điểm trong bức vẽ quả nhiên là ở đây. Trong hang chất đầy những bộ xương của động vật. Trên tường còn có một cái dây xích. Đây rất có thể chính là xào huyệt của quái vật. Mà Wendy còn phát hiện ra móng vuốt còn sót lại của con quái vật. Wendy lấy móng vuốt ra sau đó lập tức đi đến căn cứ bí mật của Xavier. Nếu có thể tìm thấy được bằng chứng phù hợp với gen của móng vuốt, vậy thì Xavier tuyệt đối chính là con quái vật giết người đó. Đúng vào lúc này, Xavier mở cửa bước vào. Thấy Wendy chưa có được sự đồng ý đã tự tiện đi vào. Cậu ta có chút kinh ngạc, nhưng Wendy lại trực tiếp nói luôn. Thật sự là tất cả chứng cứ đều đang hướng về cậu ấy. Xavier giải thích, con quái vật này đã xuất hiện nhiều lần ở trong giấc mơ của cậu. Nếu đã không quên được, cậu ấy đã dứt khoát vẽ lại nó. Nhưng lúc cậu ta vẽ bức tranh này, móng vuốt đã không chịu sự khống chế mà vươn ra tự cào bản thân. Đây cũng chính là lý do trên cổ có vết thương. Xavier là người sói. Wendy hiển nhiên không hề tin đây là trùng hợp. Vì để kiểm chứng sự hiểm nghi của cậu ta, cô ấy mang móng vuốt của quái vật mà tấm vải dính máu đến cục cảnh sát, mong cảnh sát trưởng có thể làm xét nghiệm gen. Cảnh sát trưởng nổi tiếng đã bắt tay với học sinh cấp 3 để phá án rồi. Cùng lúc đó, bữa tiệc cuồng nhiệt của học viện sắp bắt đầu. Thinh biết Wendy có tình cảm kỳ lạ với Taylor, vậy nên đã tự tay in một tấm thiệp mời, còn lén lút đặt ở quán cà phê mà Taylor đang làm việc. Bữa tiệc hôm đó, Wendy vốn định cùng Egen đến xào huyệt quái vật ôm cây đợi thỏ. Taylor đến như đã hẹn. Tuy rằng Wendy không hề nói nhưng lại rất mãn nguyện với sắp xếp của Thinh. Mà Thinh còn giúp cô trộm về chiếc váy gạc cổ. Cô ấy khoác lên chiếc váy đúng là một con thiên nga đen tàn nhẫn và lạnh lùng. Hai người cùng nhau tham gia vũ hội. Lolita đen cho dù có nhảy thì cũng khác với mọi người. Điệu nhảy kỳ dị đó của cô có một vẻ đẹp lạ lùng. Sự tập trung của khán giả ngay lập tức dồn về phía này. Đúng vào lúc mọi người đang nhảy múa, chất lỏng màu đỏ bất ngờ phun ra khỏi ống nước. Tất cả mọi người đều kinh sợ chạy trốn. Wendy lại vô cùng hưởng thụ. Hiệu trưởng còn hét lên. Cùng lúc đó, Egen một mình đi đến xào huyệt của quái vật lại có phát hiện. Có người thần bí đã dùng lửa hủy đi cái hang. Mà Wendy ở trong vũ hội cũng đột nhiên có được dự báo. Trong ảnh ảo lại là cảnh Egen bị tấn công.
cô ấy lập tức chạy đến phía rừng cây. Nhưng quái vật đã tìm thấy Egen sớm trước một bước, vốn tưởng rằng đã tìm được thân phận thật sự của quái vật. Kết quả gen của quái vật là không hề tương xứng với người sói Xavier. Cùng lúc đó, một vụ án cũ phủi bụi nhiều năm cũng đã được nhắc lại. Một đêm mưa gió vào 32 năm trước, hiệu trưởng dẫn con là học sinh đang vội về ký túc. Đột nhiên một thi thể rơi từ trên trời xuống, ngẩng đầu lên nhìn lại là Adam tay cầm kiếm. Rất nhanh, cảnh sát đã đến hiện trường vụ án. Vì bằng chứng chắc chắn, Adam bị bắt tại hiện trường, mà người đó lại chính là bố của Wendy. Bởi vì học viện mở cuộc họp phụ huynh, cả nhà Adam lại lần nữa hoàn chỉnh mà xuất hiện ở học viện. Wendy đã nhòm trước từ xa. Bố mẹ đã lâu không gặp muốn biết con gái sống ra sao. Con gái lại nói, từ khi bị bố mẹ vứt tại đây, cô vẫn luôn bị truy sát, bị ác linh quấn thân, còn trở thành mục tiêu của âm mưu giết người. Sau khi bố mẹ nghe thấy thì vô cùng vui mừng. Đây đúng là quá thú vị rồi đi. Mấy người đến tìm hiệu trưởng ôn lại chuyện cũ. Hiệu trưởng cho rằng cả nhà này đều có bệnh vậy, kiến nghị họ nên cùng nhau đi khám bác sĩ tâm lý. Wendy với những lời nói sắc bén, rõ ràng là có quái vật đang gây rắc rối mà học viện lại cho rằng là thú hoang trong rừng. Điều duy nhất đáng vui mừng là Egen vẫn chưa chết, mà Thinh cũng được Wendy sắp xếp ở lại phòng chăm sóc đặc biệt cùng Egen. Rất nhanh cả nhà đã vào thị trấn, vừa hay bị cảnh sát trưởng đang uống cà phê nhìn thấy. Mắt thấy kẻ từng giết người nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, cảnh sát trưởng trực tiếp chào cả gia đình họ. Lúc này ông ấy nhận được một cuộc gọi từ viện. Nhân viên xét nghiệm chỉ còn vài ngày nữa là nghỉ hưu đột nhiên lại dùng súng tự sát rồi. Đối diện với tình hình này, cảnh sát trưởng cũng gặp khó khăn. Nhân viên khám nghiệm biến thành thi thể, làm sao để xử lý thi thể cũng là một vấn đề. Camera ở hiện trường lại không quay lại được gì hết. Bên trên còn dính kẹo cao su đen của Thinh. Trước khi nhân viên khám nghiệm chết còn để lại một bức di thư. Bên trong thư đề cập đến án cũ của bố Wendy. Ông ấy cho rằng là mình đã làm giả báo cáo khám nghiệm tử thi để che giấu sự thật. Nhiều năm như vậy ông ta vẫn luôn dây dứt trong lòng. Cuối cùng không chịu được nên đã tự sát rồi. Đột nhiên cảnh sát trưởng lại đưa người xông vào, trực tiếp đưa Adam đi trước mặt phụ huynh và học sinh. Wendy đến nhà giam mong rằng cha có thể kể lại chân tướng cho mình. Người cha nhìn thấy bàn tay thì bàng hoàng. Hóa ra năm đó Ajax say mê mẹ của cô, nhưng mẹ cô lại chọn bố cô. Ajax không cam tâm nhân lúc vũ hội diễn ra, lén lút tiến vào trường học. Nhìn thấy người mình thích bị người khác ôm, tình yêu vặn vẹo của hắn đã trở nên điên cuồng. Dưới sự đố kỵ và thù hận, Ajax cầm lấy vũ khí bắt đầu công kích bố cô. Hắn không che giấu được ánh mắt đầy sát khí của mình. Bố cô lúc còn trẻ vốn không phải là đối thủ. Khi ông ấy nhìn thấy thanh kiếm rơi ở đó, bản năng sinh tồn bùng nổ. Không ngờ rằng Ajax lại tự mình không cẩn thận đâm trúng. Cứ như thế anh ta ngã xuống dưới, vừa hay bị hiệu trưởng đi qua nhìn thấy. Tuy rằng bố nói rất hợp lý nhưng sao ông ấy lừa nổi con gái mình chứ? Từ động tác nhỏ của bố, cô chắc chắn rằng bố vẫn còn đang giấu giếm gì đó. Sự thật có lẽ cũng chỉ có mẹ mới biết. Wendy tìm đến cảnh sát trưởng. Tuy rằng cô ấy không có chứng cứ nhưng bố cô nhất định không phải hung thủ. Nhân viên khám nghiệm chất cũng quá trùng hợp rồi đi. Nhiều năm như vậy không tự sát mà bố cô đến thì liền mổ bụng tự sát rồi sao? Lúc này mẹ đang ở trong hội Nisys. Nhìn thấy câu lạc bộ đang sa sút bà cũng cảm thấy khó chịu. Sứ mệnh của hội Nisys là bảo vệ những dị nhân không bị sát hại, mà nó chính là tổ tiên của nhà Adam Goody tạo nên. Khi mẹ gặp được Wendy, bà ấy đã biết mục đích của con gái mình rồi. Hóa ra năm đó bà ấy lên trên lầu, bố cô đã bị đánh ngất ra đất. Ajax sủi bọt mép và ánh mắt càng dữ tợn hơn. Mẹ vì để bảo vệ bố nên đã nhặt kiếm ở dưới đất lên. Cứ như vậy Ajax bị đâm vào, mà bố vì muốn bảo vệ mẹ, cầm lấy thanh kiếm gánh lấy mọi tội danh. Nghe mẹ kể lại, Wendy phát hiện ra điểm bất thường. Ajax lúc đó tinh thần bất ổn, mồm sủi bọt mép. Đây càng giống với dấu hiệu trúng độc hơn. Hai mẹ con lập tức đến ngôi mộ, muốn kiểm chứng điều này thì đào lên xem là được. Đào mộ chính là hoạt động mà Wendy thích nhất. Khi mở quan tài ra, mùi xác chết xộc thẳng lên khiến Wendy vui sướng. Khi sự thật sắp được phơi bày, chị cảnh sát béo đột nhiên xuất hiện, hai người bị bắt tại trận. Một nhà họ trực tiếp được đoàn tụ ở trong nhà giam. Wendy lấy ra ngón tay cắt được của Ajax, nhìn ánh sáng xanh ở bên trên đó. Có thể chắc chắn ông ta chết vì trúng cả độc dược. Cũng có thể nói Ajax trước khi chết đã không còn sống được bao lâu nữa, vậy nên mới đâm phải kiếm của mẹ. Khi Wendy động vào ngón tay, cảm giác giật điện quen thuộc đột nhiên truyền đến. Trong ảo ảnh, Ajax chịu sự tức giận của bố với mình. Dưới sự giằng co của hai người, Ajax đụng phải cái cột, bình thuốc độc cũng vỡ ra. Thuốc độc trong túi áo cuối cùng lại khiến bản thân trúng độc. Đợi khi Wendy hồi thần lại, cô ấy lập tức ý thức được Ajax muốn nhân cơ hội giết chết mọi người trong học viện. Hai mẹ con họ đến văn phòng thị trưởng, lấy ngón tay trúng độc đặt ở trên bàn. Mà thị trưởng sớm đã biết sự thật. Lúc đó vì muốn bảo vệ sự hòa bình và danh tiếng của thị trấn, ông ấy chọn cách im lặng giải quyết để nhân viên khám nghiệm ngụy tạo chứng cứ, giải tỏa được hiềm nghi lúc đó của Adam. Mẹ cũng công khai lấy chân tướng ra uy hiếp thị trưởng. Thị trưởng chỉ có thể bãi bỏ cáo buộc chống lại Adam. Mẹ rất vui khi con gái đã thức tỉnh sức mạnh tâm linh của mình. Nhưng sức mạnh tâm linh này lại khác nhau theo tính cách từng người. Wendy là thuộc tính đen tối. Nếu có được sự huấn luyện thích hợp sẽ bùng nổ với khả năng không thể tưởng tượng được.
nhưng sức mạnh này không phải người sống như bà có thể huấn luyện được. Mẹ không thể giúp được cô. Khi thời cơ chín muồi, tổ tiên của gia tộc Adam sẽ đến tìm cô, giúp cô nâng cao năng lực này. Wendy lập tức nhớ đến trước đây Woody Adam xuất hiện. Mẹ nhắc nhở cô Woody là một phù thủy có sức mạnh vô cùng lớn, nhưng hận thù của bà ấy vô cùng sâu. Đối diện với bà ấy nhất định phải chú ý. Bố được thả ra, cảnh sát trưởng cũng xin lỗi vì bản thân đã hiểu lầm bao năm qua. Trải qua ngày này, Wendy lại càng hiểu hơn về quá khứ của bố mẹ. Trước khi đi, mẹ đã đưa cuốn kỷ yếu của học viện cho con gái. Khi Wendy đang lật cuốn kỷ yếu thì chợt nhận ra, cô ấy tức giận đẩy cửa ra tìm hiệu trưởng. Hóa ra hiệu trưởng là người biến hình. Năm đó hiệu trưởng tham gia cuộc thi tài năng, không chỉ mô phỏng tiếng hát mà còn trực tiếp biến thành cô ấy. Theo như dự đoán, hiệu trưởng vì muốn che giấu chuyện Rowan bị giết. Ngày hôm sau bà ấy đã biến thành Rowan để giải quyết mọi việc. Không ngờ rằng hiệu trưởng lại thừa nhận rồi. Nhưng chuyện của Rowan là thông qua sự đồng ý của bố cậu ta nên mới làm. Chính là vì không để cho học viện lại một lần nữa bị cuốn vào chuyện người dị tộc giết người. Vào lúc hai người đang tranh cãi không thôi, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn. Một cảnh báo gồm từ cháy xuất hiện trong không trung. Người trong bóng tối cuối cùng cũng ra tay rồi. Đến nay muốn nhanh chóng tìm ra được chân tướng, chỉ có sức mạnh tâm linh của Wendy thôi. Cô ấy bày trận pháp ra, thử triệu hồi tổ tiên của gia tộc Adam, giúp cô ấy nâng cao sức mạnh tâm linh. Nhưng tổ tiên Woody Adam vẫn chưa hề xuất hiện, lại là người sói không biết biến hình Ennis đi vào. Wendy có chút thất vọng, nhưng đột nhiên có người vứt một tờ giấy vào khe cửa. Muốn biết được đáp án thì phải đến mộ của Creston vào tối nay. Đúng là vừa chợp mắt thì đã có gối. Hai người đến trước cửa hầm mộ. Ennis có chút sợ hãi. Wendy một mình tiến vào hầm mộ. Kết quả lại là sinh nhật bất ngờ mà các bạn học chuẩn bị cho cô. Wendy thích mổ xẻ xác chết, đương nhiên không thích những thứ ấu trĩ này. Nhưng dòng chữ Latin trên tường lại hấp dẫn sự chú ý của cô. Ngày ta đứng dậy, mưa lửa sẽ rơi. Dòng chữ này lại khớp với dòng chữ lửa trên bãi cỏ ở học viện. Sự tụ tập vô ý của các bạn học dường như đã phát hiện ra manh mối quan trọng. Wendy thử đưa tay ra sờ. Cái cảm giác như điện giật đột nhiên truyền tới. Cô ấy lại lần nữa tiến vào trong ảo ảnh. Đợi đến khi cô đứng dậy, nhìn thấy tổ tiên Woody đứng ở sau cánh cửa sắt cũ kỹ. Bà ấy nói với Wendy không còn nhiều thời gian nữa. Vì để ngăn chặn âm mưu của kẻ hành hương, Wendy bắt buộc phải tìm được nơi này. Sau đó liền biến thành một làn khói mà tan biến. Sau khi Wendy về đến ký túc xá vẫn đang check bàn tay. Cô ấy không phải không thích tổ chức sinh nhật, chỉ là phương thức không đúng. Nhớ lại bữa tiệc mà bố mẹ chuẩn bị cho, đều là quan tài và tuyết đen. Chúc cô ấy lại đến gần với ngày chết hơn một năm. Bánh chém đẫm máu, còn là đám nhện đen chui ra từ con búp bê bị đập vỡ, đều là phong cách mà cô ấy thích. Cô ấy đến thăm Egan bị quái vật đánh trọng thương. Không ngờ bác sĩ tâm lý của cô cũng mang hoa hồng đến thăm. Wendy không hề nghĩ nhiều mà một mình rời đi, vì để tìm được cánh cửa mà Woody nói ấy. Wendy đến quán cà phê hỏi Tyler. Tyler nhìn bức tranh xong thì nói vốn không hề biết nơi này. Wendy lại đến nhờ Xavier giúp đỡ. Xavier sau khi nhìn thấy bức tranh lần đầu đã có đáp án. Cậu ta vừa mấy ngày trước đã nhìn thấy cánh cửa này ở trong giấc mơ. Đây chính là ngôi nhà cũ của gia đình Ajax. Ajax chính là người đã khiến bố bị vu oan là giết người. Từ khi anh ta chết thì người nhà anh ta cũng đi theo. Nhưng Wendy không tin ma có thể giết người. Vì để khám phá bí ẩn bên trong, Wendy định đi vào trong. Lại đúng lúc định mở cửa thì nhìn thấy một bóng người. Cô ấy nhanh chóng trốn đi. Người đi ra lại là thị trưởng. Mà người xử lý vụ án của bố cô cũng chính là ông ấy năm đó vẫn làm cảnh sát trưởng. Thị trưởng vừa đi vừa gọi điện thoại cho cảnh sát trưởng. Ông ta tuyên bố đã tìm ra kẻ đứng đằng sau. Wendy nhân lúc này đã trốn vào trong cốp xe. Cô ấy cũng muốn nghe xem rốt cuộc thị trưởng đã phát hiện ra cái gì. Đến thị trấn thì đã là ban đêm. Cảnh sát trưởng sớm đã đợi ở trong quán cà phê. Nhưng một chiếc xe bán tải màu xanh đột nhiên xuất hiện đã tông vào thị trưởng. Cuối cùng rời đi. Cảnh sát trưởng lập tức sơ cứu. Wendy cũng vô cùng kinh ngạc mà bước xuống xe. Cũng may là thị trưởng vẫn còn thở, được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Mỗi lần có người bị hại, Wendy đều luôn xuất hiện ở hiện trường. Hiệu trưởng vì thế vô cùng tức giận, còn quyết định phong tỏa toàn bộ học viện, hủy bỏ đi đặc quyền ra khỏi trường của Wendy. Nhưng cách thì luôn nhiều hơn khó khăn. Wendy giả vờ muốn đón sinh nhật lần nữa, lợi dụng đặc quyền của Ennis để đưa cô ra khỏi trường. Mà Tyler cũng đã sớm đợi ở bên ngoài. Ba người lại lần nữa đến căn nhà cũ đó. Quả nhiên là tìm thấy được chiếc xe bán tải màu xanh đã tông thị trưởng. Bọn họ tiếp tục đi khám phá ngôi nhà cổ. Một bức ảnh gia đình rất lớn được treo ở phòng khách. Chính là người nhà đã chết của Ajax. Buổi tối xem ít nhiều đều có chút quỷ dị. Nhưng rất nhanh Wendy đã phát hiện ra điều kỳ lạ. Mọi thứ trong phòng dường như đều bị bao phủ bởi mạng nhện. Có một chỗ nhìn lại rất sạch. Đợi đến khi Wendy ấn xuống, quả nhiên đã mở ra một cánh cửa. Bên trong là một bàn thờ kỳ lạ. Ảnh của người hành hương được treo ở giữa. Wendy chạm vào ngọn nến trên bàn, phát hiện bên trên vẫn còn hơi ấm. Hiển nhiên trong phòng này không lâu nhất định là có người. Vậy là ba người chia ra hành động. Ennis đã phát hiện ra một căn phòng trống trên tầng 2. Bên trong lại có một chiếc giường vô cùng sạch sẽ. Trong phòng cũng không hề có bụi và mạng nhện. Trên bàn còn đặt một hộp nhạc đáng yêu. Chữ viết tắt bên trên là tên của em gái Ajax.
đột nhiên bên ngoài cửa truyền đến tiếng động. Wendy kéo theo Enid và cái hộp xông ra ngoài. Tiếp đến lại nghe thấy tiếng kêu của Taylor. Bên dưới đột nhiên xuất hiện bóng dáng của một con quái vật đáng sợ. Hai người trốn vào trong thang máy. Quái vật cũng đuổi đến. Nó dùng móng vuốt trực tiếp cào rách cánh cửa sắt, nhìn chằm chằm vào họ qua khoảng trống. Thang máy rơi nhanh xuống, cho đến khi rơi xuống đất. Nhưng cả hai vô thức bước vào tầng hầm. Wendy bật đèn lên còn phát hiện ra một bí mật khác. Ở đây đặt đủ các thể loại bộ phận cơ thể. Hóa ra bộ phận của những người bị hại bị cắt đi đều được để ở đây. Tiếng gầm của quái vật ngày càng gần. Sau khi Wendy nhìn thấy thì nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ. Trước khi bị quái vật bắt được đã thành công chạy ra ngoài. Lúc này Taylor đã bị quái vật cào thương ở ngực, đang thở khó khăn ở trước cửa. Trùng hợp là Xavier lại đột nhiên xuất hiện. Không kịp giải thích nhiều, bốn người lập tức rời khỏi đây. Ở nhà của Taylor, Wendy đang xử lý vết thương cho cậu ta. Cảnh sát trưởng đẩy cửa vào, Wendy nói ra phát hiện quan trọng cho ông. Nhưng khi hai người lại lần nữa quay về căn nhà cũ, căn hầm dưới đất đột nhiên trống rỗng. Cơ quan của con người và cả chiếc xe xanh đều đã biến mất. Cảnh sát trưởng triệt để không còn tin cô nữa. Đợi đến khi cô ấy về đến ký túc xá, Enid cũng muốn dọn đồ rời đi. Wendy lợi dụng cô để ra khỏi trường khiến cô ấy vô cùng thất vọng. Nhìn thấy bạn cùng phòng chuyển đi, Wendy ngồi cuộn tròn bên mép giường. Lần đầu tiên có cảm giác cô độc. Hộp âm nhạc trước mặt giường như đang nhắc nhở cô. Tất cả những thứ này không phải là mơ. Và lúc cô ấy mở hộp âm nhạc ra, bên trong rơi ra một đống ảnh, đều là chụp lén cô ấy. Người trong bóng tối có lẽ ngay từ đầu là nhằm đến cô mà tới. Bên này bệnh viện, một người thần bí từ từ rút ống thở của thị trưởng ra. Thị trưởng đã bị bịt miệng vĩnh viễn, nhưng Wendy thì không. Ta sẽ tìm ra ngươi. Wendy nhìn những người tham gia tang lễ, hung thủ chắc chắn ở trong đám người. Cô ấy đột nhiên phát hiện có một người khả nghi đang trốn sau thân cây. Cô ấy lập tức đuổi theo, nhưng chạy đến giữa rừng thì lại mất dấu rồi. Người áo đen từ trên trời đáp xuống phía sau lưng cô. Vẫn sắc bén như thế nhỉ, đệ tử tóc hai bím của ta. Hóa ra là chú Fester đầu chọc của mình. Còn về việc chú sao lại xuất hiện ở đây thì chắc chắn là lại gặp rắc rối nữa rồi. Wendy trong lòng biết rõ nhưng không nói ra. Nhưng việc chú bất ngờ đến lại cung cấp manh mối mới cho cô. Ông ấy cầm bức tranh mà Wendy đưa cho. Vừa nhìn đã biết được thân phận của quái vật. Đây là một loại quái vật tên Hai, xuất hiện sớm nhất vào năm 1983. Lúc đó, nghệ sĩ đang đàn piano đột nhiên biến thành Hai. 10 khán giả ở bên dưới đã bị giết hại. Nhưng tại sao người nghệ sĩ lại biến hình thì là điều mà không ai biết được. Chú nói trong nhật ký của người sáng tạo ra hội Nisys có lẽ sẽ có ghi chép lại. Hai chú cháu lập tức đến mật thất. Thinh dựa trên nhiều năm kinh nghiệm bày khóa, 2-3 tiếng click đã mở được két sắt. Wendy lấy ra cuốn nhật ký dày dày đó. Vào lúc sáng lập ra học viện, người sáng tạo đã đi khắp các ngóc ngách trên thế giới, ghi chép lại từng đặc điểm của các dị tộc. Bên trong quả nhiên có ghi chép lại của Hai. Hai là do biến dị mà ra, có khát vọng hủy diệt và trả thù mãnh liệt. Nhưng bình thường mà nói, Hai sẽ ở trạng thái ngủ yên, trừ khi gặp một chuyện đau thương hoặc là có người dùng hóa chất và thôi miên tâm lý để thức tỉnh nó. Một khi tiềm thức của Hai bị đánh thức, Hai sẽ coi người đánh thức nó là chủ nhân của mình. Cho dù chủ nhân có yêu cầu như nào, nó đều sẽ làm theo vô điều kiện. Mà người thức tỉnh Hai thường là kẻ vô cùng biến thái. Cô ấy lập tức liên tưởng đến Xavier có hiểm nghi lớn nhất. Tuy rằng cậu ta luôn biểu hiện tốt trước mặt Wendy, nhưng mỗi lần quái vật tấn công, Xavier đều có mặt ở hiện trường. Từ lễ hội thu hoạch trước khi Rowan bị sát hại đã nhìn thấy cậu ta. Vào ngày tiếp ngoại, con quái vật vừa biến mất Xavier lại che ô xuất hiện. Sau khi Taylor bị quái vật cào ở nhà cũ, Xavier cũng ở đó. Càng khả nghi hơn là cậu ta bị mê vẽ quái vật, thậm chí còn vẽ ra một cách rõ ràng xào huyệt của quái vật. Điều này không chỉ khiến Wendy và chú Fester nhắm vào cậu ta. Hai chú cháu cưỡi lên chiếc xe máy nhỏ chạy theo Xavier đến giữa rừng. Điều khiến họ không ngờ tới là cậu ta gấp gáp như vậy là đến tìm bác sĩ tâm lý. Wendy vô cùng bất ngờ. Cô ấy cho rằng là bác sĩ tâm lý đã thông qua thôi miên để thức tỉnh Hai trong Xavier. Điều này đã giải thích hai người vốn không liên quan đến nhau tại sao lại lén lút gặp mặt. Cùng lúc đó, Taylor đưa cà phê đến cũng nhìn thấy cuốn nhật ký trên bàn. Wendy lập tức chia sẻ cho cậu ta về thông tin của Hai. Vừa nói xong thì cảnh sát trưởng đã đi vào. Wendy nhanh chóng che quyển nhật ký lại. Chú Fester cũng nhanh chóng trốn đi. Cảnh sát trưởng giao cho con trai một tờ lệnh bắt giữ. Bên trên là nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng. Tuy rằng cậu ta vừa nhìn đã nhận ra đó chính là chú của Wendy, nhưng cậu ta lại chọn lựa che giấu. Hành động của Taylor đã vô ý có được hảo cảm của Wendy. Hai người rất nhanh có một buổi hẹn hò vui vẻ. Là phong cách hang tối mà Wendy thích. Vào lúc hai người định sẽ tiến gần thêm một bước nữa, cảnh sát trưởng đưa người xông vào. Vốn tưởng rằng là Fester đang trốn ở đây, kết quả lại phá hoại chuyện tốt của con trai. Cuộc hẹn bị phá đám, Wendy cũng trở về ký túc xá. Nhưng ký túc lúc này vô cùng hỗn loạn, hiển nhiên là có người đã cướp nhật ký đi, mà bàn tay đang bị một con dao tàn nhẫn cắm vào tường. Wendy đột nhiên lo lắng rồi, cô ấy ôm theo bàn tay lập tức tìm đến chú Fester. Chú Fester vội vàng xoa xoa tay, dùng điện ở ngón tay hết lần này đến lần khác kích thích nó. Nhưng bàn tay lại không hề có chút phản ứng nào. Nếu ông dám chết, tôi sẽ giết ông. Wendy không hề chết tâm mà còn bắt chú Fester tiếp tục.
Cũng may là sau nhiều lần kích điện, bàn tay cũng đã tỉnh lại. Mắt thấy người nhà bị tổn thương, Wendy thề rằng sẽ tìm ra hung thủ. Ngày hôm sau, vì cha thị trưởng đã bị giết, con trai thị trưởng thông qua người cá giới thiệu, đưa cho cô tài liệu mà bố cậu đã thu thập được. Theo như trong tài liệu, em gái của Ajax vốn không hề chết. Sau khi cô ta giả chết đã lén lút mua lại căn nhà của gia tộc, sau đó đổi một thân phận khác trở về thị trấn. Mục đích là để trả thù những người cô ta cho rằng tạo nên sự bất hạnh cho gia đình cô ta. Mà quái vật hai đã trở thành công cụ của cô ta. Wendy lập tức lấy ra hộp âm nhạc tìm đến bác sĩ tâm lý. Cô trực tiếp chỉ ra bác sĩ chính là kẻ đứng sau. Bác sĩ vốn muốn phản bác, nhưng lại bị Wendy chặn họng. Trước đây bác sĩ đến thăm Egan đã cầm đến một bó hoa hồng, giống hệt trong nhà cũ của Ajax. Cô ấy nhất định là đã thông qua phụ đạo tâm lý để tìm ra người có ẩn giấu hay. Sau khi để lại hộp nhạc, Wendy liền rời đi. Bác sĩ nhanh chóng gọi điện cho hiệu trưởng, chỉ trích hành vi điên cuồng của Wendy. Đúng vào lúc này, nhà vệ sinh truyền đến một âm thanh lạ. Bác sĩ mở cửa ra bị một màn trước mặt dọa sợ luôn. Cùng với tiếng hét thảm, cô ấy bị đưa vào phòng cấp cứu. Không bao lâu sau đã qua đời rồi. Tuy rằng không hiểu sao Hyde lại phản bội lại chủ nhân, nhưng Wendy cảm thấy đây là lúc để mọi thứ kết thúc rồi. Cô ấy lập tức tìm đến Xavier, trả lại sự tổn thương mà bàn tay phải chịu cho cậu ta. Cô ấy cho rằng Xavier chính là Hyde. Wendy đứng trước mặt cậu ta, tìm thấy từng vật thân thuộc của những người bị hại trong phòng vẽ. Mà cảnh bác sĩ chết cũng được cậu khéo léo vẽ ra. Xavier chỉ cảm thấy chẳng sao cả bởi vì những thứ này đều là cậu nhìn thấy được trong mơ. Cậu ấy muốn giải thích một lần nữa. Đột nhiên cảnh sát trưởng đem người xông vào, trực tiếp bắt giữ cậu. Trước khi đi, Xavier còn luôn nói rằng bản thân bị hãm hại. Nhưng với Wendy dường như mọi thứ đã sáng tỏ. Sau khi trở về ký túc xá, Enid làm loạn cuối cùng cũng trở về. Cô ấy vô cùng vui mừng còn lập tức đi tìm Taylor. Cô ấy quyết định sẽ không giấu tình cảm của mình nữa. Wendy không hề do dự mà hôn lên môi Taylor. Nhưng chính là nụ hôn này, tất cả đều đã thay đổi. Hóa ra là cậu ta. Không hổ là Wendy. Không khó nghĩ đến, người cướp đi nụ hôn đầu của cô. Trên thực tế lại là một con quái vật biến thái. Xem ra đúng là thể loại mà mình sẽ thích. Hóa ra sau khi Wendy biết được Taylor mới là con quái vật hay giết người đó, quyết đoán lừa bạn trai vào trong rừng. Từ trước đến giờ Taylor đều thông qua cô để có được tình báo. Sau đó biến thành quái vật làm tổn thương những người biết được chân tướng sự việc. Cô ấy gọi bạn học bao vây lại. Mỹ nhân ngư Bianca đã dùng tiếng hát của mình để thôi miên cậu. Đợi đến khi cậu ta tỉnh dậy từ cơn mê, phát hiện bản thân mình đã bị trói bằng dây xích. Wendy trực tiếp lấy ra một bức ảnh. Hóa ra mẹ của Taylor cũng từng là một thành viên của học viện. Bàn tay lấy ra bệnh án của mẹ cậu ấy. Năm đó sau khi mẹ cậu ta kết hôn sinh con cùng với cảnh sát trưởng, trầm cảm sau sinh đã thức tỉnh ra Hyde ở trong bà ấy. Taylor cũng từ đó kế thừa gen của Hyde. Nghĩ đến việc đau đớn sẽ khiến Hyde biến hình, Wendy không hề do dự mà dùng trích điện. Các bạn học cảm thấy không nên tra tấn ở nơi riêng tư. Người không biết chân tướng như họ lần lượt rút lui khỏi hành động này, còn nói sự thật cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng lập tức gọi điện báo cho cảnh sát trưởng, phòng trường hợp Wendy phạm phải tội lớn. Vào thời khắc quan trọng, bố cảnh sát trưởng kịp đến, thành công cứu được Taylor ra. Nghĩ đến việc Wendy vẫn chưa động thủ, cảnh sát trưởng quyết định sẽ không truy cứu trách nhiệm trước pháp luật nữa. Nhưng vào lúc Wendy chuẩn bị rời đi, Taylor đột nhiên đi ra. Cậu ta hỏi Wendy cảm thấy như thế nào. Cái gì mà cảm thấy như nào? Vị của sự thua cuộc. Lúc này Taylor cũng đã gỡ bỏ mặt nạ của mình xuống. Cậu ta miêu tả phản ứng của những người bị cậu ta giết trước khi chết. Mỗi từ đều đang nhắm vào Wendy. Cậu vốn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Được thôi, một cuộc thách đấu hoàn chỉnh. Sau khi trở về trường học, hiệu trưởng nổi trận lôi đình. Điều kiện tiên quyết để cảnh sát trưởng giảm tội chính là đuổi học Wendy. Hiệu trưởng đã sớm đặt vé tàu, bảo cô ngày mai đi. Biết mình có lỗi với Xavier nên cô đến thăm anh. Hơn nữa còn muốn có được sự giúp đỡ từ anh. Xavier triệt để phát điên luôn. Cậu ấy cho rằng nếu lời tiên tri là thật, vậy thì người trong lời tiên tri là Wendy chỉ cần rời khỏi đây, thì tất cả cũng sẽ không xảy ra nữa. Tất cả mọi người đều sẽ tốt thôi. Tất cả mọi người đều không tin cô. Wendy cũng chỉ có thể rời đi để phá hủy lời tiên tri. Trước khi đi cô còn đến thăm Egan vừa tỉnh lại. Nhưng cậu bé lại vô tình nhắc đến người thần bí đã hủy đi hang động. Người đó đi một đôi giày màu đỏ. Câu nói này lập tức thức tỉnh Wendy. Cô ấy cuối cùng cũng hiểu tại sao quái vật lại sát hại bác sĩ tâm lý rồi. Bởi vì chủ nhân của Hyde là người khác. Người trong trường đi giày đỏ chỉ có duy nhất một người. Đó chính là giáo viên thực vật mà họ ngày đêm gắn bó. Wendy lập tức đối chất với người phụ nữ. Cô ấy cho rằng giáo viên thực vật nhất định đã dùng thuốc để thôi miên Taylor. Sau đó dựa theo sự giày vò đau đớn, thức tỉnh Hyde đã ngủ sâu trong cơ thể của Taylor. Mà cô ta chính là người em gái giả chết của Ajax. Không thể không nói lý lẽ của Wendy vô cùng chặt chẽ. Cô giáo cũng đã thừa nhận thân phận thật sự của mình. Còn ra lệnh cho Taylor xử lý Wendy. Nhưng đối phương lại không hề biến hình. Còn biến thành hình dáng của hiệu trưởng. Hóa ra hai người đã sớm âm thầm hợp tác. Nhưng dù cho họ có chuẩn bị mà đến, em gái của Ajax vẫn nhân cơ hội cắm kim tiêm vào cổ của hiệu trưởng. Hiệu trưởng đã trúng độc chỉ ho hai cái liền đi luôn. Wendy không hề ngờ đến em gái Ajax lại điên cuồng như thế. Mà cô ta cũng nhân lúc đó cầm sẻng sắt đánh đầu vào đầu Wendy.
Cũng may bàn tay trốn ở góc tối không hề bị phát hiện. Ông ta nhanh chóng rời đi tìm cứu viện. Đợi đến khi Wendy tỉnh dậy sau cơn hôn mê, phát hiện ra bản thân đang ở trong hầm mộ đá. Hóa ra em gái của Ajax chính là người kế vị của người hành hương. Người phụ nữ bảo quái vật thu thập bộ phận của người bị hại. Mục đích chính là để hồi sinh kẻ hành hương đã từng bị Woody Adam giết chết. Tù đó trả thù người dị tộc. Mà người kế thừa huyết mạch của Woody là Wendy, chính là chìa khóa để mở phong ấn. Được dẫn dắt bởi dòng máu của con cháu người lành nghề, cộng thêm việc đọc thần chú từ sách triệu hồi của Woody, khi bàn thờ không ngừng sáng lên. Một lúc sau, quan tài tỏa ra một làn khói màu đen. Người hành hương sử dụng phương pháp ghép cơ thể, lần nữa trở lại nhân gian. Ông ta nhận nhầm Wendy thành Woody, rút con dao nhỏ đâm lấy một nhát. Sau khi hai người rời đi, chỉ còn lại Wendy đang hấp hối. Linh hồn của Woody xuất hiện. Bà ấy nói cho Wendy, chỉ có đâm xuyên qua trái tim đen của người hành hương, ông ta mới thật sự chết đi. Nói xong liền hy sinh bản thân, chữa lành cho Wendy sắp chết. Cùng lúc đó, Ennis thông qua sự dẫn đường của bàn tay cũng kịp đến. Bởi vì lo cho chị em, cộng thêm chất xúc tác từ trang máu, người từng không hóa sói như cô triệt để biến hình rồi. Wendy vừa trốn khỏi ngôi mộ đã trực tiếp gặp phải Tyler. Vì để ngăn cản cô, Tyler trực tiếp biến thành Hay. Mắt thấy Wendy sắp bị vồ chết, một bóng người lướt qua đã hất bay Hay. Nhìn thấy bộ lông hồng trên đầu nó, đây không phải là bạn cùng phòng của cô hay sao? Wendy không hề nghĩ nhiều mà vội trở về học viện, mà người hành hương đã bắt đầu công kích người dị tộc trong học viện. Tất cả người dị tộc hôm nay đều phải chết. Mà Ennis bên này thân hình nhỏ bé, không địch lại được Hay đã biến hình. Thời khắc quan trọng, cảnh sát trưởng đã bắn một phát súng về phía con trai. Ennis nhân cơ hội kết thúc cuộc chiến bằng một cú đá bay. Cảnh sát trưởng tiến lên ôm đứa con trai người toàn máu của mình. Ennis cũng yếu đuối mà biến lại thành người. Người hành hương bên này đang định ra tay, Wendy đã cầm kiếm xuất hiện. Hai người họ đã chiến đấu nhưng kiếm của Wendy bị chém vỡ. Người hành hương khuấy động pháp trượng muốn giết chết cô. Wendy thấy mình cũng sắp xong đời rồi. Một nhát kiếm đâm vào từ đằng sau, là Bianca đến giúp đỡ. Nhân lúc ông ta phân tâm, Wendy nhặt mảnh kiếm bị vỡ lên, đâm thẳng một kiếm vào tim ông ta. Cứ như vậy, người hành hương sống sót sau 400 năm, cuối cùng cũng chết không thấy xác. Nhưng vừa giải quyết được ông ta, em gái Ajax cầm súng tiến vào. Đột nhiên một con ong đậu trên súng của cô ta. Tiếp đến một đàn ong bay đến, là Egan đến rồi. Vô số con ong đã xô ngã bà ta. Wendy tiến lại gần trực tiếp đạp cho bà ta một phát. Ennis bên ngoài học viện mặt đầy máu đi ra từ rừng. Wendy cũng đến bên ngoài quảng trường. Tất cả mọi người đều đã an toàn tụ tập ở đây. Cuối cùng Ennis sống sót sau thảm họa lập tức chạy lên ôm cô. Lần này Wendy không hề đẩy cô ra. Hai người ôm nhau thật chặt. Bởi vì cái chết của hiệu trưởng, học viện bị ép phải ngừng hoạt động. Tất cả mọi người đều chuẩn bị về nhà. Trước khi đi, Xavier còn tặng Wendy một cái điện thoại. Vào lúc cô ấy trở về, điện thoại đột nhiên nhận được một tin nhắn mới. Tôi đang nhìn cô. Vẫn còn có người ở trong bóng tối. Em gái của Ajax cũng chỉ là một con tốt trong một ván cờ lớn mà thôi. Vậy thì hãy đợi tập tiếp theo đi. Tôi biết sự hồi hộp này sẽ làm bạn tò mò đến chết.